Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quốc hội Việt Nam đã đánh mất vai trò cơ quan lập pháp theo hiến định như thế nào. Thời gian gần đây, tình trạng các văn bản quy định pháp luật chồng chéo đã làm cho cán bộ lúng túng khi áp dụng, sợ trách nhiệm, không dám thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình là một vấn đề rất nóng. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ cho biết thêm, có tình trạng này là do chính sách văn bản pháp luật chồng chéo, cái này phủ định cái kia, đúng ở văn bản này, sai ở văn bản khác, cái này cấm, cái kia lại cho phép. Báo Thanh Niên vào ngày 13 tháng 10 đưa tin kể trên với tiêu đề Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh quy định chồng chéo khiến cán bộ băn khoăn khi tham mưu. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, quy định pháp luật chồng chéo khiến cán bộ băn khoăn, e ngại, làm hiểu pháp luật thế này, người kiểm tra hiểu pháp luật như thế khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phan Văn Mãi quy định chồng chéo khiến cán bộ khó tham mưu. Đây là một vấn đề nổi cộm trước một tình trạng đa số cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước sợ sai, không dám thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình. Tâm lý chung là sợ về vấn đề đốt lò. Chẳng cần biết đúng sai, cứ sai ý của lãnh đạo đảng là sinh chuyện. Như vậy, vai trò của Quốc hội là cơ quan lập pháp ở đâu? Khi ban hành các văn bản pháp luật chồng chéo, không rõ ràng, khiến cho cán bộ băn khoăn, e ngại, vì văn bản luật có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Hiến pháp năm 2015, điều 69 ghi định rõ ràng, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao với hoạt động của nhà nước. Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thừa nhận tình trạng vừa kể trên và nói rằng nếu vướng mắc về chính sách, văn bản pháp luật khó thực hiện, cứ trình lên chính phủ chứ đừng ngại, vì Quốc hội luôn đồng hành với chính phủ. Trên thực tế, giới chuyên gia cho rằng cơ quan lập pháp Quốc hội Việt Nam không thực hiện vai trò theo quy định của hiến pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là Quốc hội không thực hiện việc trực tiếp soạn thảo các dự luật, luật và văn bản dưới luật. Quốc hội không giữ vai trò lập pháp mà trở thành cơ quan đóng dấu thông qua các dự luật do chính phủ soạn thảo và đệ trình. Hai là chất lượng đại biểu Quốc hội yếu kém, hầu hết không có chuyên môn luật pháp, không có năng lực soạn thảo văn bản dự luật. Thậm chí việc đọc hiểu khi thông qua các luật với các câu chữ không chặt chẽ dễ khiến cho mỗi người hiểu theo ý kiến khác nhau. Nghĩa là khi chất lượng của đại biểu Quốc hội yếu kém thì đương nhiên chất lượng lập pháp cũng tương tự. Toàn cảnh một phiên họp đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân nhận xét rằng đây không phải là điều hay. Các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, không tránh khỏi lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng Quốc hội luôn đồng hành với chính phủ là một cách hiểu rất sai về mặt nguyên tắc. Quốc hội với vai trò là lập pháp, còn chính phủ trong vai trò là hành pháp, thực thi pháp luật là hai định chế hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đứng trên tất cả. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rằng, hiến pháp là một văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của Đảng. Vì vậy, việc Thủ tướng nói rằng Quốc hội đồng hành với chính phủ là sai, nhưng cũng đúng. Nó phản ánh một tình trạng ở Việt Nam, theo đó, luật là tao, tao là luật. Đồng thời thấy rằng Quốc hội Việt Nam chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có nghĩa là Đảng muốn như thế nào thì yêu cầu Quốc hội làm luật đúng như thế. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hòa Bình phát biểu về dự án luật. Luật pháp Việt Nam như luật sư Ngô Bá Thành từng có một câu nói để đời như sau. Ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng. Cho thấy thực chất hệ thống pháp luật Việt Nam đang tệ hại như thế nào. Nhận xét về cách tổ chức của Quốc hội Việt Nam, ông Bùi Kiến Thành, một Việt Kiều đã về làm việc tại Việt Nam nhiều năm, cho biết thêm như sau. Ở Việt Nam, mấy người vào Quốc hội như mấy ông sư hay tướng tá là chuyện hết sức khác so với các nước. Họ không bắt buộc phải hiểu biết về chính trị hay luật pháp, luật lệ. Nó độc đáo ở chỗ phần lớn là nghiệp dư, cứ mỗi năm tới gặp nhau, chờ chính phủ đưa ra những dự án luật này, luật kia, rồi họp nhóm lại với nhau cho ý kiến, và cuối cùng thì bấm nút, thế là xong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Quốc hội Việt Nam đã đánh mất vai trò cơ quan lập pháp theo hiến định như thế nào. Hồ Mẫu Ngoạt, cựu trợ lý Tổng Bí thư,
đã làm ông Nguyễn Phú Trọng mất uy tín như thế nào. Lâu nay, số đông dân chúng Việt Nam vẫn dành cho Nguyễn Phú Trọng một sự thán phục. Họ trầm trồ ca ngợi rằng chưa có một lãnh đạo cấp cao nào của Việt Nam dám kỷ luật cách chức cả chủ tịch nước và tống vào tù hàng chục, thậm chí hàng trăm lãnh đạo cấp cao khác. Có lẽ đa số những người khen Tổng Bí thư Trọng là người kém hiểu biết, không tiếp cận được với thông tin đa chiều của thế giới. Nếu họ biết, đó chính là cái ma thuật của ông Tổng Trọng. Không rõ họ có còn tôn sùng ông nữa hay không. Bởi ông Trọng là người tạo ra và khởi xướng đốt lò, nhưng ông cũng chính là người tạo ra củi. Và cái vòng luẩn quẩn đó sẽ không bao giờ có hồi kết thúc. Tổng Bí thư, cán bộ sai phạm tự giác xin nộp lại tiền thì miễn xử hoặc xử nhẹ. Có nghĩa là chống tham nhũng ở Việt Nam là một bản trường ca bất tận. Và một khi còn tham nhũng thì vẫn còn lý do để ông Tổng Trọng kiếm cớ ngồi lại mãi ở cái ghế Tổng Bí thư. Đó cũng là lý do vì sao Tổng Trọng chống tham nhũng mà lại có chủ trương. Cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền miễn xử hoặc xử nhẹ. Và không cứ phải xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Chủ trương kỳ cục này còn được ông Bộ Chính trị và Ban Bí thư nghị kết hóa theo yêu cầu của ông Tổng Bí thư. Đó là thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị cho phép lãnh đạo từ ủy viên trung ương trở lên nếu tham nhũng khắc phục hậu quả và chủ động xin thôi chức sẽ được miễn truy tố hình sự. Dư luận và giới thạo tin cho rằng tinh thần thông báo số 20 như vừa kể trên là một cái mẹo của Tổng Bí thư. Bởi kẻ tạo điều kiện cho bọn chuyên chạy án tham nhũng chính là trợ lý của Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt. Nói đến Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý Tổng Bí thư, người ta thường nghĩ ngay đến chuyện chạy án và chạy ghế. Giới buôn vua cung đình nói rằng trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt là ông trùm của giới chạy án và chạy ghế. Tới mức trong hai lĩnh vực vừa kể trên, nếu Hồ Mẫu Ngoạt là hạng thứ hai thì không có ai là hạng thứ nhất. Tất cả mọi việc miễn chồng đủ tiền, thậm chí là rất nhiều tiền, như triết lý của trùm xã hội đen Nam Cam, thì đều có thể thu xếp. Khi tiền chồng đầy đủ thì trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt giải quyết trong phút một. Một trong những lý do vì sao rất nhiều ủy viên trung ương khóa trước bị kỷ luật hay chờ kỷ luật mà đến đại hội đảng khóa sau vẫn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa vào cơ cấu để trở thành ủy viên trung ương, ủy viên Bộ Chính trị là vì như vậy. Được biết tất cả đều là theo đề nghị của trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghĩa là không chỉ nhận tiền giúp chạy án cho thoát án kỷ luật, trợ lý Ngoạt còn làm dịch vụ các đối tượng đó để đưa lên chức cao hơn và ăn cú đúp, đúp lề. Nghĩa là ăn hai lần. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã già nua nhưng vẫn ngồi đến nhiệm kỳ thứ ba, hoàn toàn trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất may trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trước Đại hội 13, theo giới thạo tin, cụ thể là vào trung tuần tháng 9 năm 2020, một ủy viên trung ương phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã chủ động gặp và yêu cầu Tổng Bí thư Phạm Trọng phải cho trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt nghỉ hưu ngay lập tức, nếu không sẽ chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xử lý bằng pháp luật. Chỉ sau đó đúng 2 tuần, Hồ Mẫu Ngoạt lặng lẽ khăn gói quả mướp về vườn. Chính vì nghề chạy án và chạy chức lộ liễu, nên sau đại hội lần thứ 12, Hồ Mẫu Ngoạt không trúng ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Theo quy định, nếu không phải là Trung ương ủy viên, thì Hồ Mẫu Ngoạt không đủ tiêu chuẩn đảm trách vụ chức vụ trợ lý Tổng Bí thư. Nhưng vì mối quan hệ vừa thâm vừa sâu, nên Tổng Trọng bất chấp quy định, vẫn để cho Hồ Mẫu Ngoạt tiếp tục làm trợ lý của mình. Và thế là ông Ngoạt lại tiếp tục làm mưa làm gió. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng, tiền nhiều để làm gì? Đám thân cận với ông Trọng cho biết là để nhắc đàn em họ Hồ liệu mà trung chi, tao biết cả đấy. Cựu trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt, người ngồi sau lưng ông Tổng. Nói một cách thẳng thắn, các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có chung một nhận xét thống nhất cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chẳng có khả năng và tài cán gì. Sự thành công của ông Trọng trong cuộc chiến đấu đốt lò thực chất là cuộc thanh trừng phe phái, hoàn toàn do bàn tay của Trung Quốc giúp đỡ và chỉ đạo. Sắp tới đây, khi Trung Quốc hoàn toàn mất lòng tin, chỉ cần Bắc Kinh buông tay thì lập tức ông Trọng sẽ tàn đời. Khi ấy, không chỉ bản thân ông Tổng Bí thư mà cả gia đình và đàn em của ông chắc gì đã được yên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Hồ Mẫu Ngoạt
cựu trợ lý Tổng Bí Thư đã làm ông Tổng Bí Thư Trọng mất uy tín như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.